Nghệ sĩ Công Lý sang Nhật Bản điều trị bệnh, tình trạng sức khỏe hiện tại thế nào? Ngọc Hà, vợ nghệ sĩ Công Lý đã kể về hành trình đưa chồng sang Nhật Bản để trị bệnh. Tối ngày 14 tháng 12, Ngọc Hà vừa chia sẻ tâm thư dài nói về mục đích trong chuyến đi của hai vợ chồng đến Nhật Bản vừa qua. Cụ thể, vợ nghệ sĩ Công Lý cho biết cả hai không phải đi du lịch mà được người quen biết hỗ trợ sang Nhật Bản để trị bệnh cho nam nghệ sĩ ngọc hà tiết lộ về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ công lý thực sự anh lý đi nhật không phải du lịch sung sướng như một số người nghĩ đâu may mắn là anh được trời thương gặp được quý nhân để có cơ duyên được sang nhật dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh theo bác sĩ nhật đánh giá thì tiên lượng tốt qua loạt ảnh được chia sẻ có thể thấy nghệ sĩ công lý rất vui vẻ và tươi tắn trong chuyến đi này đặc biệt Ngọc Hà còn kể chồng đã bật khóc khi nhận được lời động viên, an ủi của người hâm mộ Việt ở Nhật Bản. Trong chuyến điều trị đặc biệt này, Ngọc Hà và nghệ sĩ Công Lý cũng gặp không ít khó khăn nhưng may mắn đều có người sẵn sàng đứng ra hỗ trợ. Với hoàn cảnh gia đình thì thú thật không dễ dàng để đi du lịch tận hưởng. Các cụ đã nói dành nhà ra thất nghiệp quả không sai. Anh Lý từng đi công tác nhiều nước những nhật thì chưa bao giờ một lần đặt chân đến đất Nhật, huống chi lần đi đầu tiên đi sang Nhật là chữa bệnh. Vì thế, cả vợ lẫn chồng đều mang một tâm trạng đầy nỗi âu lo, tiền của không dư giả, tiếng không biết, người thân quen cũng không. Ấy vậy, mọi thứ trôi qua may mắn. May mắn từ lúc bắt đầu hai vợ chồng lên đường nhận được nhiều sự hỗ trợ, yêu thương, động viên của mọi người xung quanh. Hồi tháng 7 năm 2022, Ngọc Hà tiết lộ về việc chồng từng nhập viện cấp cứu với tình trạng đáng lo vào năm 2021, tròn đúng một năm anh Lý bị đột quỵ khi đưa anh lý cấp cứu trời mưa tẩm tã xối xả mây đen khắp lối đến giờ mình vẫn không thể nào quên cả đêm hôm đó mình không chập mắt một phút nào mà chỉ ngồi nhìn vào cửa cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực anh lý bệnh nặng vô cùng rất nặng và sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích thời gian gần đây nghệ sĩ công lý đang có những bước hồi phục rất khả quan khi chồng nhận kịch bản để trở lại công việc ngọc hà xúc động cụ lý nhận được kịch bản mà đọc rất kỹ dù chỉ là vai khách mời, nhìn cụ đọc mà vừa mừng, vừa tuổi. Anh Lý vui, người nghệ sĩ họ được sống với đam mê thì đó mới là ý nghĩa cuộc đời. Anh Lý trở lại đi làm nghe có vẻ thật lớn lao nhưng thực tế chỉ là sự chuyển mình cho sự hồi phục sức khỏe anh tốt hơn. Và hơn cả, đó là sự yêu mến mà ekip đoàn làm phim, đạo diễn, người bạn thân luôn dành cho anh. Chả dám kỳ vọng cao siêu, không mong mong ước quá nhiều. Khi anh Lý còn nhận được sự yêu thương, có nghĩa anh Lý còn nhận được năng lượng tốt. Nghệ sĩ Công Lý cũng sẽ trở lại trong táo quân 2023. Ảnh NVCC